Alright, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại Katy ở Houston, Texas. Thì Katy là một thành phố nằm kế bên Houston ha, nằm trong một cái khu vực rất là tốt. Căn nhà này được rao bán là 484.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 3.300 square feet và lot size là 7.400. Cái trường học của khu vực này là 8 trên 10 ha, 8 cho đến 9 trên 10. Nằm trong cái property tax thì cũng rất là thấp, khoảng 2 chấm mấy mà thôi. Và cái nằm trong cái khu vực không có bị lụt ha. Thì bây giờ mình đi vào bên trong thì phía bên phải chúng ta đó, chúng ta có cái phòng office. Office thì chúng ta có thể làm một cái phòng living room hay là một cái phòng ngủ nó cũng được. Chúng ta sẽ đi đến những cái phòng khác ha, giống như là phòng tắm, phòng phòng ngủ nè. Thì đây chúng ta có cái half bath ở đây để cho khách khứa này nọ. Căn nhà này là một tầng nha mọi người ha, thì thành ra nó rất là rộng, rất là thoải mái luôn. Thì đây là cái garage ha, garage chúng ta có hai xe garage. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi đến khu vực kitchen và cái living room. Thì khu vực kitchen living room cũng rất là rộng. Mình thấy đó, có rất là nhiều cái cửa sổ ở đây và đồ đạc họ làm á, là những cái đồ mà mắc tiền không à. Thì đó là tại sao mà ở khu vực này cái nhà này nó mắc tiền như vậy. Đó. Bên này là cái phòng ăn nha mọi người ha, phòng ăn. Thì đa số cái nhà Mỹ đó thì họ để mấy cái đèn vàng á, mình thay mấy cái đèn vàng đi thì chúng ta bày cái đèn trắng vô thì nó sáng sủa căn nhà hơn. Cái vật liệu trong nhà kitchen cabinet, kitchen countertop này nọ nhìn cũng còn rất là mới nha. Đó. Thì cái video này tại vì chị Stephanie này chỉ quay nhưng mà cái tiếng nó không có rõ nên mình phải tường thuật lại. Thì đó, thì nếu như ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali thì có thể liên lạc với mình, và nếu mà muốn mua nhà ở Houston, khu vực Katy, Sugarland, Richmond, Pearland thì hãy gọi cho chị Stephanie nha. Mình sẽ để cái số của chị số phone của chị Stephanie ở trong cái description, và nếu ai có muốn hoặc là có thể liên lạc trực tiếp với mình thì mình sẽ cho số phone để liên lạc. Đây là cái khu vực nhà tắm của cái phòng master bedroom nha mọi người ha. Cái video này nó khá là ngắn tại vì có một số video, cái khúc nó bị hư đó, mình không có mình không có lấy được. Cái nhà này mình nghĩ rất là tốt nha mọi người, tại vì nó nằm trong một khu vực rất là an ninh, rất là yên tĩnh luôn á. Thì tháng 12 này mình sẽ qua với chị Stephanie, gặp chị Stephanie và mình sẽ làm một vài series review tiếp những căn nhà tại Houston ha. Và mình sẽ làm video sẽ rõ ràng hơn và sẽ tương giống như là mình sẽ đưa thêm nhiều chi tiết hơn đến cho mọi người. Rồi đây là những cái phòng phòng ngủ ha. Hồi nãy mình đi qua phòng master bedroom, thì bây giờ phòng ngủ vô những cái tầm phòng tắm bình thường. Thì nói chung cái nhà này rất là nhìn nó rất là hồi nãy mình nói lộn, mà cái này là nhà hai tầng ha, hai tầng ở tầng trên, ở dưới là có một cái phòng, ở dưới tất cả cái phòng kitchen, phòng living room nằm ở dưới hết, ở trên là phòng phòng ngủ ha, phòng ngủ đó. Thì ở trên này thì là phòng ngủ với phòng tắm này nọ nè đó. Nhà này rất là rộng, rất là thoải mái luôn, nó tới 3.000 square feet lận. Thì đây là cái nhà rất là thích hợp cho một cái gia đình đông người ha, ở rất là thoải mái. Ở dưới chúng ta có phòng half bath để có khách khứa này nọ, phía sau thì chúng ta có một cái sân vườn cũng rất là rộng ở phía sau để chúng ta có thể sinh hoạt này nọ ha. Hàng rào này nó rất là kiên cố, đất vuông vức luôn, rất là ok luôn. Rồi bye bye mọi người nha, xin hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo.